có một lời khuyên cho các bạn mà mới bước chân vào con đường điện ảnh và muốn có một cái ước mơ thực hiện một cái bộ phim dài đầu tiên. Theo mình á, thì cái cách mà gần nhất và hiệu quả thực tế nhất là hãy viết ra một câu chuyện, tự mình viết ra một câu chuyện, rồi tự mình đi quay, rồi tự mình về mình dựng. Đừng có sợ sự thất bại của bộ phim đó. Cái sự trải nghiệm, cái bài học cũng như là cái bước tiến mà thực tế nhất là sẽ qua cái bộ phim đó. Hãy làm bộ phim đó đi, rồi sẽ thấy được là mình sẽ trưởng thành và mình lớn lên rất nhiều. Thay vì là mình ngồi mình nói chuyện, hoặc là mình bàn, hoặc là mình bình luận những bộ phim khác. Thì tôi nghĩ là nếu mà bạn làm được một bộ phim dài như vậy, thì đó là cá nhân của mình đã làm được cái chuyện đó.